Đây Phương đi với anh, Phương báo đi với anh. Em biết ở đây bất tử anh ơi, em biết ở đây bất tử chắc là giết em. Bất tử thì em cứ lia mấy con sum mấy con ép trước đi. Đây không sum với ép anh bảo, em đang bất tử rồi. Phải. Đây cần một con ép để vào trên boss trước này. Trời ơi, hai bà con nó rồi, anh em đâu bất tử mà có thấy đâu. Đi chung ra này đừng có đi lẻ vậy, mấy anh em yếu chết hết. Bây giờ bên mình ra ăn được con này, rồi bên mình ăn 4 con đấy. Đi nào. Thằng Phương cộng đến cái gì anh em? Chờ 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 chờ. Em cộng master chưa? Cộng master chưa? Anh cận anh đang cả mặt với thằng cu em, anh xúc chết hết mà. Thằng nào cũng cho chết được. Đây, công tử HL này, Anubis này. Đây. Hello anh em nha. À mình đây. À, thì hôm nay mình lại tiếp tục là một video bên game Sắp 9 này anh em ơi. Thì hôm nay mình sẽ đi đại chiến con đun, nhưng hôm nay nó mới vừa mở đại chiến con đun luôn. Mình cứ đi xem là ai được hôm nay mình vào cầm mặt thằng của em nha. Còn em vừa mới lên xét GF 380 vừa lên sau. Vừa lên được 15 nhưng mà chưa ra cường được món nào anh em ơi. Mới được một món này không? Chưa ra cường được. Em mới được xịt rồi. Ở đây là đến 2 giờ 14 giờ là nó mới ra boss. Nay nó ra boss ở đại chín là ở Logencia. Bây giờ chờ nó ra nha. Ngay bên mình lên mấy con giờ ép khủng. Mình thì cầm mình đi sút thì xem ngon không. Đá cảm giác chậm, vừa chậm nó còn vừa yếu. Không, cứ kệ để nó ra chỗ nào gần thì đá chỗ đấy thôi. Em đang cho cái đấu cộng luôn. Cộng đấy được. Thế em có cầm đá lót không? À con rồi ép không? Có chứ. Ừ phải có rồi ép chứ. Anh em mình đặt cho một cọc chứ ơi. Ép cộng cho nó châu châu xíu nha. Ừ, chết đấy. Thử báo K7 không thấy đánh tới đâu đâu. Giờ nó ra con đun này ăn ngon có đồ thần anh em ơi. Chia cổng 6 rồi anh, đừng cho nó ôm anh. Anh em cứ phá đi để mình còn đá vào. Đấy nó có một đời ép mà nó đi qua đây, nó đứng đây này. Để ép và ép. Ai còn dư tay thì lốc con đời ép búp của anh trên lốt 5 đi vào. Bắn tay kìa. Bắn tay thật đạp chết rồi. Được, hay lắm. Chết mẹ nào đây. Cổng 6 giờ, 6 giờ. Nó giờ hơn để em xuống. Anh qua bên kia đi, để qua bên kia nhá. Rồi, bây giờ mình đi lấy bốp mình xuống. Ok. Đó,
Địch cổng này à? Út từng thang một nè. Cút hết. Xem cả mặt này đi clear xem được nha. Ôi giời mấy con luôn nè. Trái bên mình 3 giờ ép luôn rồi. Sút lộn hả? Sút lộn hả? Đánh này. Chết. Sao lại đến giết chết ai? À, tính chết rồi nhỉ. PL khỏe đấy. Rồi. Ai kìa. A nó đi. A cha. À, mình đã sao chết anh em ơi. Mình đã DL xong. Chỗ nào cần đá. Chỗ nào cần đá đấy, đây này, anh cầm giờ ép. Đây. Cổng 3 giờ đi này, 3 giờ. Bây giờ em đâu rồi, anh ép bảo kê để đá vào chân đi. Ép đâu, ép 3 giờ thì ép ra đi đá vào cho. Đây không có ép này, không ép đánh nó lại ra tí. Ép đâu? Đứng yên. Đây nha. Rồi. Để đá luôn mấy con này. Đá luôn con Erohim vào. Họ đánh gì đấy anh ta cắt không? Chết. Không chết được. Không chết này, không chết được. Rồi đá kia đi đánh qua cái cổng khác nha. Rồi cứ vô lệ đẹp mà. 6 giờ chắc có địch không? Rồi, báo gọi cấp cứu gia đình đi. Quýnh em tao vô lắc mẹ nó luôn rồi. Rồi, chỗ nào đây? Đây hả? Chích thằng Anobis trước này. Anobis anh á. Ui. 9 giờ hả? Rồi. Rồi, ra 9 giờ này, anh em đánh nhau ra 9 giờ, cũng 3 giờ là ok rồi. Đi cổng đây ok rồi, 9 giờ, đi nó đứng bên trong ạ. Này thì đứng này. Đứng im em. Em cần có một con sâu, một sung đi xuống đây phụ sát thế này. Cứ bắt mang đi đấy, anh nhắc con Hero nhưng mà nó cho luôn nha. Có trụ đó, còn máu có trụ đó, anh cho nó đi Hero nhưng vào đâu đấy. Xung mơ 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 lên kia đi. Rồi.
này ra này, này thì ra cha này, cha này. Đứng yên, đứng yên, đứng trong xa quá, đứng thẳng bên này nó mới không có bị ra ngoài. Rồi rồi rồi, đánh đá thêm con Eloin vào đó. Từ từ để anh đá cái nốt con này rồi, thì mới đến 9 giờ nữa là xong, mình chiếm được 2 cổng rồi. Ôm mô qua bên kia đi. Thằng Nam nó cầm Momo đây hả? Xung Momo đã. Rồi em đi qua bên kia, qua cổng 9 giờ đi, qua cổng 9 giờ đi. Cổng 6 giờ đi, để anh xử lý xong video này là anh qua luôn. Rồi. Rồi mình xá bên này nha. Còn đạt nào nữa hả? Đâu đâu, thằng Nam qua bên kia đi. Sang bên kia PK đi, để anh đứng bên này cho. Không biết là sao. Được rồi nha. Có gì hút hút đấy con. Nít là sao Phương? Đã chung chung đó mà toàn mít thôi. Ừ. Sợ là mít. Qua 12 giờ đi, con 12 giờ đi. Ui, nó bên có ai không kìm nhảy con kìa. Phải bắt người ép trước. Nó đông quá. Bây giờ được trên 12 giờ chưa? Vừa vai ăn không? Để lên đá đi rồi mình xuống kiềm phá. Lên đi anh, lên đá vào cho. Anh em cứ xuống đây phá đi, không cần phải lên đây nhiều đâu. Đâu thằng Bảo đang đánh đâu? 6 giờ đây anh lên đây đá, có cần thôi để anh lên 12 giờ anh đá không? Thằng Nam đá vậy sao vào được, đá vào góc chết được kìa. Ơi đá vậy là nó vào góc chết rồi, đi ra ngoài chỗ ra ngoài đi. Đấy rồi tránh anh đá cho, tránh anh đá cho. Đá vô chỗ đây là vô góc chết rồi. Rồi đứng bên trong cho nó chạy ra ngoài. Để Phương với Bảo xuống đây, ba anh em đi chung này. Ba anh em đi chung đứng xuống đây này. Quan trọng là thằng ạ. Rồi thằng GS kia chết rồi thì anh xúc chết hết nè. Đây nó có người vào bắn băng không ta? Có người vào bắn băng không? Có người bắn băng không? Giết đi xuống đây, không xuống đây cướp được. Anh em đã xong, tập trung xuống đây hết nha. Tập trung xuống đây, xuống đây. Này thì đã. Cô còn cô hình như con ép nó bên trong không? Cuốn sách. Chúng đây đá cứ đổ thần anh em ơi. Tập trung hết xuống đây đi. Anh em nào trong cung bốc thì dùng đi đi. Còn anh em nào đánh cay xuống đây hết đi. Để liền gần hết rồi. Ok. Kìa, đùa hả? Vẫn chơi hả? Vẫn chơi chút xíu hả? Cục khép, có một con em trong để xử lý này, thấy rồi. Thấy sao ấy? Phá ta, đúng rồi. Con Kudun ra rồi, anh em vừa lên cướp nào, Kudun ra rồi. Nó bắn bằng cái con Eroim kệ nó, anh em clear đi rồi xong vào con Kudu đi được. Bây giờ anh biểu này, thằng Nam vào đừng đánh nhau. Em đá quân Kudu chạy xuống dưới xuôi đi. Nha, đừng có đánh nhau. Còn cái con chân boss là cái con Eroim mà. Không biết chết là như thế nào, cả vui đánh mình. Em giờ
vậy thì em lia bọn ép với bọn sum đi báo lia ép với sum trước đi, còn lại mấy con châu châu đấy anh đá cho anh là cả mặt thằng em đây. Bây giờ có cái thằng giờ ép bên kia nó cũng sút sút anh chết dễ thôi. Sút đâu còn đâu ha, sút nè đây nè anh đánh nhau rồi này, lấy súng dưới đi rồi đánh đá luôn thì của ai cái nhà đánh đá được đá đơn giản vậy mà tiêu dưới anh em cứ đánh nhau đi nhau lúc đây là nó tán đội hình ra liền gì đâu đây đây đá xuống đây bắt đầu là zip bọn này xong cái là mình vào chân bót này. Rồi, giết bọn này là vào trên boss này, giết thằng DL này. Một EF ra đây đi, để vào trên boss này. Giết thằng, giết là cái phương, Anubis. Rồi. Đấy, từ từ lên đây, sút thằng kia. Cần một anh ép nha. Chọc chút bọn này đá tay thật. Team tôi dần đứng vào đây đi vào cái boss này đứng cái chỗ bắn đá đứng đá. Từ từ giờ mình sẽ clear mình vào cái boss hết. À để cái nào. Rồi xíu nữa đưa con ép vào bắn băng là được không? Anh em xong ép xong trên kia xuống đây nha. Đã con ép này là con giới ép cái đá này kìa. Đứng đầu ta. Đừng có kêu ra. Dẫn tài. Con này cứ được nha. Chín giờ đang vào trên boss hết rồi mà. Đá cho gãy họ. Gãy hết. Dồn Hà Giang đi bảo ơi để anh đánh không cử cho. Dồn con thử anh. Hết bà đâu. Anh em xong ba con kia chưa? Mình qua đây mình ăn nốt à. Đây Phương đi với anh, Phương bảo đi với anh. Bất tử thì em cứ lia mấy con sum mấy con ép trước đi. Đây không sum với ép anh bảo em anh bất tử rồi. Phải. Đây cần một con ép để vào trên boss trước này. Trời ơi, hai bà con nó rồi. Anh em đâu bất tử mà có thấy đâu. Đi chung ra này đừng có đi lẻ vậy, mấy anh em yếu chết hết. Bây giờ bên mình ra ăn được con này nữa, bên mình ăn 4 con đấy. Đi nào. Thằng Phương cộng đếm cái gì anh em? Chờ. Em cộng Master chưa? Anh cận anh đang cả mặt có thằng cu em đây anh sút chết hết mà. Thằng nào cứ cho chết được. Đây, công tử HL này, Anubis này.
đấy nè, trong mấy kia là zip này, trong mấy kia là zip này, nó vào cái boss rồi. Ấy à, cứ cực kìa, cứ cực kìa, ôi gặp bị cái gì đấy, rồi thoát rồi, thoát rồi, thoát rồi thì chết hết đi, thấy không, kì em Gen TV kìa, phải đá thật, đá sướng lắm nhờ. Trời ơi. Giết hết, giết hết, như một vị thần, như một vị thần chết. À nó biết, à nó biết sút, à nó biết trước, sút, à nó biết trước em ơi. Rồi. Ôi không hồi hết đây hả? Giết thằng này nó sao rồi nè? Giết thằng này nó sao rồi anh em ơi, dồn vào trên bot đi. Đấy, xong ngon ngay. Từ anh sửa. Thằng báo clear những cái con ép mà nó vào sau đây. Như một vị thần. Như một vị thần. À nó biết chúng, à nó biết chúng tôi, à nó biết chúng tôi này. À nó biết ai ai, sao sao đấy nó giết đây. Thế nó giết em. Thế ôi da. Còn đánh đánh ngon mà clear gần hết chứ. Tôi xíu nữa chụp cái bảng master anh xem chọn cái gì nào. Trời ơi, sao chết hết rồi. Lại nó lại đông rồi. À chà, nó đá một chứ. Nó đá một chứ. Nó à chà, chết rồi. Đi chung đi, chung đi nào, chuẩn bị zip con zip con nào biết chứ. Zip ăn luôn nó con boss này luôn cho nó bên kia đó. Mình ăn ba con là ngon rồi. Ăn ba con nữa rồi. Để xuống. Này không có DL nó không bốp vào ta. Ai vào thẳng kìa, DL nó không bốp hả? Này đi cả TK này. Vãi có DL bốp ra đẹp. Lê đi. Thả càng. Tụt hết. Ui, trở lên xuống muộn quá. Còn xuống muộn ở đâu con gan mất. Này thì đá. Đá với chúng tôi. Đá với chúng tôi. Thay đá không cường. Này thì hòa công tử này. Đánh nhau ra thằng Phương xuống nào hòa công tử đi. Anh xin đá với em người bóp này luôn này. Em xuống nó đi. Xuống nó chết. Đó. Rồi, đừng có thể lên trên, đừng lên nữa. Đá xuống đây không có mặt kia nó lên nó lại thấy nó lại ăn mắt. Rồi, ăn chắc rồi. Rồi. Ok, ok, còn con nào nữa không? Chơi hai chiêu gì? Cứ đánh thì cứ đấy thì anh xuống đây anh đánh chết hết mà. Rồi đi ra đánh vào ngoài, đánh vào ngoài, đánh vào ngoài, không cho nó vào trong luôn.
Tút thế cho mà. Tút thế cho mà. Tút thế cho mà. Ây da, chưa chết hả? Chưa chết hả? Chưa chết hả? Lại chưa gần boss luôn, thằng nào lên cái đâu nè. Con sâu nó tele trong trong kia kệ nó đi. Nó vào trong kệ nó, mấy con DK, mấy con à, mấy con đấy nó vào trong kệ nó còn vứt qua đánh còn cái đấy đâu. Rồi xong. Rồi xong rồi, xong xong. Xong rồi. Rồi ok. Giá chết cái đi cho địch quên thường vào cái kết. Thôi video này mình sẽ kết thúc tại đây nha anh em ơi, hẹn gặp lại anh em video tiếp theo nha. Giờ áp đá khá là ngon anh em ơi, như một vị thần. Cảm ơn anh em nha.